Ngọc Thơ Thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Công an thẩm vấn và tra khảo tín đồ Phật giáo Khmer. 16 tín đồ Phật giáo thuộc nhóm dân tộc Khmer độc lập đã phải trải qua một cuộc thẩm vấn kéo dài nhiều giờ tại Sóc Trăng. Lý do là họ đã mặc áo thun có in hình cờ của nhóm khi tham gia lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ vào ngày 8 tháng 3 tại tỉnh Trà Vinh. Thông tin này được đăng tải trên báo VOA Tiếng Việt vào ngày 31 tháng 3. Theo đó, VOA dẫn lời ông Thạch Muôn nói rằng ông bị một nhân viên công an tại xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề gửi giấy mời với nội dung để trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc ông tham dự lễ 8 tháng 3 tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, sau đó ông bị áp giải và thẩm vấn tại công an tỉnh Sóc Trăng nhiều giờ liền vào ngày 27 tháng 3 với nhiều nội dung khác nhau. Hình ảnh VOA đưa tin về sự việc Công an hỏi ông về việc tham gia hoạt động ngày 8 tháng 3 và cho rằng đây là hành vi trái pháp luật. Họ cũng nói rằng Liên đoàn Campuchia Khmer -Kerm là một tổ chức không hợp lệ. Mặc dù ông đã giải thích nhưng nhân viên công an vẫn không chấp nhận và đe dọa ông sẽ bị bắt nếu tiếp tục tham gia. Họ cũng áp đặt ông ký vào tờ biên bản nói rằng ông đã phản quốc. Tuy nhiên, ông không đồng ý và từ chối ký. Điều này dường như đã khiến cho nhân viên công an trở nên căng thẳng và họ đã đánh đập ông một cách tàn bạo trong quá trình thẩm vấn. Tương tự, ông Thạch Vân, một người cũng bị thẩm vấn vào hôm 27 tháng 3 đã chia sẻ với VOA rằng ông được mời đến để trả lời một số câu hỏi liên quan đến ngày lễ 8 tháng 3 tổ chức tại tỉnh Trà Vinh. Ông Vân cho biết ông đã trả lời câu hỏi từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa và được hỏi về áo in chữ Khmer và cờ ba màu. Công an nói rằng cờ ba màu tượng trưng cho Khmer Krom và đó là một biểu tượng phản động. Trong khi đó, ông Vân cho biết cờ ba màu này chỉ đại diện cho Khmer Krom và ông ấy không biết rằng đó là một biểu tượng phản động. Ông Vân cũng nói rằng những điều tra viên đã yêu cầu ông không được liên hệ với những người phản động nữa. Ông Vân nói ông không biết những người phản động là ai. VOA cho biết đội an ninh công an huyện Trần Đề vào hôm 27 tháng 3 đã thu giữ một chiếc áo thun có cờ khmer Krom của ông Thạch Vân. Ông Danh Minh Quang ở huyện Mỹ Xuyên, một Phật tử Khmer khác cũng bị chính quyền thẩm vấn hôm 16 tháng 3. Ông chia sẻ với phóng viên của VOA về việc cộng đồng Khmer Krom liên tục bị chính quyền sách nhiễu. Theo ông, chính quyền Việt Nam đang đàn áp người Khmer và không muốn cho người Khmer tiếp xúc lẫn nhau, phân chia chủng tộc, không muốn họ đòi quyền tự do. Ông cho biết chính quyền Việt Nam không công nhận Ông cho biết chính quyền Việt Nam không công nhận họ là người Khmer Krom bản địa, nhưng thực sự xứ sở này là quê hương của họ. Từ đời ông cha họ đã ở đây 400-500 năm rồi. Những thành viên Khmer này cho VOA biết rằng tất cả 16 người ở Sóc Trăng đi dự lễ hôm 8 tháng 3 đều bị chính quyền địa phương gửi giấy mời làm việc. Tuy nhiên, chính quyền địa phương không cho biết lý do cụ thể về việc này. Ở một diễn biến khác từ Phnom Penh, Campuchia, Ông Shanti, có tên tiếng Việt là Santi, một nhà sư Khmer Krom đã nói với phóng viên VOA về việc các Phật tử ở Sóc Trăng bị thẩm vấn. Ông nhận định rằng anh em thanh niên Khmer Krom chỉ đi dự lễ 8 tháng 3 mà bị đàn áp. Hình ảnh bản tuyên bố của KKF. Liên đoàn Khmer Campuchia Krom KKF đã đưa ra tuyên bố tố cáo chính quyền Sóc Trăng của Việt Nam về hành động sách nhiễu cộng đồng người Khmer tại Việt Nam. Tuyên bố này đề cập đến việc hơn chục tín đồ Phật giáo thuộc dân tộc Khmer ở Sóc Trăng bị địa phương gửi giấy mời đến trụ sở công an, bị thẩm vấn nhiều giờ liền về việc tham gia lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 tại Trà Vinh. KKF cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam tôn trọng quyền của những người bản địa và ngừng hành động sách nhiễu chống lại người Khmer Khmer chỉ vì họ tham gia lễ quốc tế phụ nữ tổ chức này cũng nhấn mạnh rằng tất cả những công dân phải được đảm bảo quyền tự do diễn đạt lập hội tụ tập theo nghĩa vụ của việt nam trong tư cách là thành viên của hội đồng nhân quyền liên hiệp quốc họ không được bị tra tấn hay quấy rối tuy nhiên chính quyền việt nam cho rằng kkf là một tổ chức phản động chống phá nhà nước việt nam dưới nhiều hình thức quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin Công an thẩm vấn và tra khảo tín đồ Phật giáo Khmer. Ngọc Thơ thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sợ bị so sánh về thể chế, báo chí Việt Nam kính tiếng vụ ông trâm bị truy tố. Ngày 1 tháng 4, trên trang tiếng dân có bài Tại sao báo chí Việt Nam kính tiếng vụ ông trâm bị truy tố của tác giả Phát Hammer Nguyễn. Bài viết cho biết chiều ngày 30 tháng 3, Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức bị một tòa án ở New York phát lệnh truy tố sau khi đại bồi thẩm đoàn bỏ phiếu tán thành. Như vậy, ông Trump sẽ xuất hiện trước tòa án New York dự trù là vào ngày 4 tháng 4 để làm thủ tục của một kẻ bị cơ quan pháp luật truy tố. Ông Trump bị truy tố vì tội dùng tiền để bịt miệng một cô đào phim khiêu dâm và món tiền này được đưa vào một chi phí pháp lý một cách bất hợp pháp. Hình ảnh bài trên trang Tiếng Dân. Theo tác giả, đây là một tin lớn chiếm tràn đầu của các nhật báo phương Tây và có thể ngự trị ở vị trí trang nhất ấy trong thời gian dài tới đây. Thế nhưng các tờ báo hàng đầu của hai nhà nước cộng sản là Việt Nam và Trung Quốc lại im ắng. Các tờ báo lớn của Việt Nam như Tuổi trẻ, VietnamNet, VN Express có đăng tin này nhưng chỉ là một mục rất nhỏ trong cột tin thế giới. Tác giả đặt câu hỏi tại sao cơ quan tuyên giáo của hai quốc gia cộng sản này tức là cơ quan chỉ huy tối cao của báo chí quốc gia vốn hay đưa những tin mô tả mặt trái của xã hội phương tây chẳng hạn như bạo lực chết người bất bình đẳng xã hội người vô gia cư phân biệt chủng tộc kinh tế suy thoái lại im lặng đối với tin này và tác giả cho rằng sự im lặng này là nỗi sợ hãi một nguyên tắc nền tảng của xã hội dân chủ phương tây đó là không ai có thể đứng trên pháp luật đây là nguyên tắc được cơ cấu tam quyền phân lập tạo môi trường để thực hiện và ba nhánh quyền lực của nhà nước độc lập với nhau vì vậy việc điều tra ông trump đã được tiến hành ngay cả khi ông đang cầm quyền mà ông không thể ra lệnh cho các vị công tố ngừng lại để so sánh tác giả đặt câu hỏi ai có thể điều tra hai ông nguyễn phú trọng và tập cận bình khi hai ông này đang cầm quyền hình ảnh cựu tổng thống mỹ donald trump người vừa bị tòa án mỹ truy tố do đó tác giả diễn giải nếu báo chí việt nam và trung quốc được tự do đưa lên trang nhất tin ông Trump bị truy tố, thì độc giả Trung Quốc và Việt Nam chắc chắn sẽ có sự so sánh. Từ sự so sánh đó, họ sẽ đặt câu hỏi về tính chính danh của các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản đang cai trị họ. Thế nên, theo tác giả, cơ quan tuyên giáo hai đảng cứ lờ đi, xem như chuyện ông Trump bị truy tố thậm chí nếu có bị còng tay đi nữa là chuyện không quan trọng. Tác giả nhắc lại vụ bê bối tình dục của Tổng thống Bill Clinton vào năm 1988. Khi ấy, báo chí Việt Nam lập tức hô hởi, phấn khởi đưa tin. Nhưng sự phản hồi của độc giả Việt Nam lúc đó lại không đi theo hướng mà đảng mong muốn, đó là cho rằng xã hội Mỹ là xấu. Ngược lại, phản hồi của độc giả lại theo hướng, không ai có thể đứng trên pháp luật. Và người Mỹ đang dạy thế giới thế nào là bình đẳng trước pháp luật. Ngay lập tức, các tờ báo Việt Nam giảm liều lượng, thậm chí còn đưa những bài chỉ trích nước Mỹ đối xử với lãnh tụ của mình một cách không tôn trọng, một cách vô ơn. Tác giả nhắc lại thêm câu chuyện của luật sư Nguyễn Mạnh Tường và ông Phạm Văn Đồng. Ông Tường là một luật sư thời Pháp thuộc theo Việt Minh kháng chiến chống Pháp. Ông Đồng là thủ tướng đầu tiên của nước Việt Nam Cộng sản. Khi ông Tường kêu gọi chính phủ của ông Đồng tiến hành soạn thảo các bộ luật để cai trị đất nước theo pháp luật thì ông Đồng trả lời là pháp luật sẽ trói tay trói chân nhà cầm quyền. Tác giả nhận xét, não trạng này thể hiện vị thế ngồi trên pháp luật của ba ông chấp bu hiện nay tại ba nước là Việt Nam, Trung Quốc và Nga, là ông Nguyễn Phú Trọng, Tập Cận Bình và Vladimir Putin. Cả ba ông này đều sửa lại luật để tự mình tiếp tục cầm quyền. Với não trạng đó, các lãnh tụ cao cấp của các đảng Cộng sản thường hay bị xử lý nội bộ chứ không công khai những vụ xử án các lãnh đạo cao cấp thường khó mang tính thuyết phục mà mang nhiều màu sắc là đấu tố nội bộ hơn là thực thi công lý cuối cùng tác giả đặt câu hỏi liệu tuyên giáo việt nam có triệt tiêu hoàn toàn sự so sánh của độc giả về hệ thống pháp luật của mỹ và của cộng sản trên một số tờ báo việt nam dù vụ ông trump được đưa ra một cách rón rén nó vẫn là tin được độc giả tìm đọc nhiều nhất Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Sợ bị so sánh về thể chế, báo chí Việt Nam kính tiếng vụ ông Trump bị truy tố. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh Youtube và Facebook của Thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm đê